Rồi em chào tất cả anh chị nha. Thì hôm nay Ngọt đang bán cho anh chị quay tháng 110 MTE. MTE là đúng đời thắng đĩa nha anh chị. Thì xe được chủ trước người ta dọn mới lại. Trên chiếc xe này có hai điểm cộng. Thứ nhất á, cục máy nguyên zin, đầu chưa rớt, lá hồi Ngọt quay tới cục máy cho anh chị coi. Cục máy là nguyên zin, cái lá cờ của nó còn luôn nha anh chị. Bởi vậy tại sao ngay từ đầu clip hồi nãy Ngọt nói là xe dọn mới chứ không phải là dọn full mới. Tức nghĩa là chủ xe người ta giữ lại nguyên cục máy với cây sườn, người ta không sơn cây sườn luôn nha. Để Ngọt mở lên Ngọt cho anh chị coi cây sườn nè. Đây nè anh chị. Để mở lên cho anh chị coi trước luôn nè. Đây. Hôm nay Ngọt bán cái xe này với giá cũng vừa tầm lắm anh chị, giá bình dân lắm, dễ mua lắm. Anh chị nhớ coi hết cuối clip em nha, cuối clip em báo giá cho anh chị ha. Đây là cái sườn nước sơn zin nè, đó, thùng xăng nước sơn zin nè anh chị, đó. Đây nè, sườn thùng xăng nước sơn zin nè anh chị, đó, nó còn cái đát ở đây luôn nè, đó. Yên này yên zin luôn nha anh chị nha, yên zin theo xe, cái mút này có bọc lại rồi, da yên có bọc lại rồi ha anh chị ha. Đây là yên zin theo xe nè, đó, em quay rất chi tiết rõ ràng, đó. Cái điểm cộng thứ hai á, con xe này á là hồ sơ cầm tay đang rút sẵn về cửa hàng của em, cho nên khi mà anh chị mua em sẽ xuất hóa đơn cửa hàng thẳng qua tên của anh chị luôn, để mà anh chị về anh chị bấm số mới, anh chị đỡ tốn tiền chi phí rút hồ sơ nha. Đó, anh chị về anh chị chỉ bấm số mới thôi, đỡ phải đợi chờ mất thời gian nữa anh chị. Đó là hai cái điểm cộng trên xe này. Hôm nay em bán cái giá rất là hợp lý cho anh chị luôn, chưa tới 50 triệu nha, chỉ có 40 mấy triệu thôi. Cụ thể giá bao nhiêu anh chị nhớ coi hết cuối cái clip giùm em nha. Đó. Xe được dọn mới lại anh chị. Rất đẹp. Đó. Dọn nói chung là cũng chi tiết từng chi tiết lắm á anh chị. Đó. Nguyên cái đèn này anh chị đều được thay mới nè. Đó. Dàn áo này là dàn áo zin theo xe nha, chủ xe đem đi sơn lại nha anh chị. Đó, tem này tem zin chính hãng luôn nè. Đó. Tem zin hãng nè anh chị. Áo zin hai màu. Đó. Đây ha. Đẹp từng chi tiết luôn anh chị. Đây. Đồng hồ này đồng hồ zin theo xe người ta giữ lại nha anh chị. Nói chung là cái xác xe này nó còn đẹp nha anh chị, cho nên người ta giữ lại đồ rất là nhiều. Đó, người ta không có thay đồ đâu anh chị. Đó, cho nên cái giá em bán nó cũng vừa tầm, giá nó mềm lắm anh chị. Đây, bao tay zin thay mới. Đó. Cụm công tắc zin giữ lại nè. Đó. Cặp kính zin AAB thay mới. Đây nè. Anh chị thấy không? AAB nè. Đó. Chân xi đó anh chị. Đó. Nói chung là xe đẹp long lanh không tì vết á, nó không có vết chày đâu. À, hiện tại là mưa anh chị, mưa thì em đang quay nước mưa văng vô nè anh chị. Đó, anh chị thấy mấy cái này là nước mưa văng vô đó. Rồi ha, để Ngọt về cái xe lại, Ngọt quay ở dưới cây phục trước cho anh chị coi nè. Rồi bây giờ em quay tiếp theo đằng trước cho anh chị coi nè. Đây nè anh chị, đèn là đèn Siam Goxi thay mới luôn nha. Đó, trăm zin nè, thay mới luôn nè. Đó, đĩa thay mới luôn anh chị. Phục này phục zin theo xe nè, KET nè anh chị. Thấy cái mã KET không? Đó, đây nè. Ốc tán thay mới hết nha anh chị nha. Đó, heo dầu zin luôn nè, dây dầu zin luôn nè anh chị. Đó. Xe là đẹp không tì vết, nó không có vết chày luôn á. Đó. Đây. Cao su gác chân thay mới, ốc giò đạp zin số 8 nè. Đó, cái xe này là cục máy giữa chưa trẻ, máy nguyên zin nha anh chị, đầu chưa rớt nha. Em không dám bao anh chị cái nồi chưa rớt nha, tại vì cái nồi này anh chị phải tháo ra sơn, cho nên em muốn bán có sao em nói vậy, đầu chưa rớt là đầu chưa rớt nha anh chị. Nồi coi như rớt rồi ha, cho rõ ràng ha. Rồi. Tiếp theo nữa nè, ốc tán nè. Đó, đặc biệt nha, trên xe này cái bô zin 1985 còn cực kỳ đẹp luôn. Đây là bô zin 1985 zin theo xe nè anh chị. Đó, nước xi nè. Cái bô này ngày hôm nay không cũng mấy triệu. Đó, phục sau nè, zin thay mới nè. Đó. Nói chung là xe này dọn mới là dàn ngoài nha, cản này cản zin luôn nè chị. Đó, cản zin của quay tháng 110 nè, nó dẻo lắm. Đó. Rồi ha, tem gấp made in Thái Lan luôn nè. Đó. Rồi, ok. Thì để Ngọt chở cái đầu xe lại, Ngọt quay phần tiếp theo phía bên kia cho anh chị coi ha. Rồi bây giờ để Ngọt quay phần tiếp theo phía bên đây cho anh chị coi ha. Đây nè, bộ đèn nè anh chị, thay mới nè, mới tinh nè. Đó, trước sau thay mới hết anh chị. Đây, hồi dàn áo đẹp ghê không. Ở trong đây nha anh chị, nó còn cái miếng gọi là miếng da bò cao su á. Tại vì dàn áo zin theo xe nó sẽ có nha. Đây, phục nè. Đó, cái mã nè, hồi nãy em quay bên kia anh chị coi không rõ không. Này nè, quay bên đây cho anh chị coi cho rõ nè. Đó, cái mã KET nè. Đó. Đây. Ốc nè anh chị. Xé bịch hết. Đó, đầm zin luôn nè. Rồi, tiếp theo nữa nè, em quay phần quan trọng nhất là cục máy cho anh chị coi ha. Đây, cục máy nè. Đây là cục máy zin nè anh chị. Đó, cục máy nguyên zin nè. Anh chị thấy không? Cái ron xanh của nó còn luôn nè. Cái lá cờ nè, anh chị nhìn là cái lá cờ nè. Đây là cái lá cờ nè anh chị. Đó, lá cờ nè, của nó còn luôn nè. Đó, lá cờ nè. Đó, cục máy là nguyên zin nha anh chị, đầu chưa rớt nha. Đó, cục máy cực kỳ êm luôn. Đó. Xe này được cái điểm cộng là cục máy zin đầu chưa rớt đó anh chị. Đó. Mặc dù là dọn mới ra ngoài nhưng mà người ta giữ lại cục máy zin nha anh chị, người ta không đụng chạm tới cục máy nha. Đó. Đây, cặp te zin luôn nè. Tem cặp te zin, ốc tán zin hết.
Nói chung là xe đẹp lắm anh chị, nó không có một cái tì vết nữa, không có vết chày luôn á. Đó. Cái cần thắng này cũng thay mới, giò số cũng thay mới luôn, chống đứng chống nghiêng thay mới hết rồi. Ok ha, thì bây giờ để Ngọt vô Ngọt nổ máy cho anh chị nghe tiếng máy nha. Rồi bây giờ em sẽ vô em nổ máy nha. Em nhắc lại nha, cục máy zin đầu chưa rớt, em bao cho anh chị luôn, đứng kế bên là không biết xe đang nổ máy luôn á. Đây nè, em nhấn đề nè, nhấn đề cái là không cần lên ga nha anh chị, nhấn đề cái là nổ. Đây nè, đó, hiện tại là xe đang nổ máy rồi nha anh chị. Đó, đây nè, nổ rồi nè. Đó, mà đứng kế bên là không biết xe đang nổ máy. Cái máy em ru à. Đây nè, em đang đứng kế bên xe nè, không biết là xe đang nổ máy luôn nha anh chị. Để em cho anh chị nghe tiếng bô nè. Cái máy nghe cực kỳ dễ thương luôn nha anh chị. Nó cứ thì thầm mà cái bô zin 1985 nghe rất là ấm nha. Anh chị nghe cái tiếng ăn tì của nó nhuyễn nhừ luôn á. Nhuyễn nhừ mà gần như là muốn tắt máy luôn anh chị. Đó, kê sát vô cục máy nha. Phải nói là những cái xe quay thái mà đầu chưa rớt anh chị, cục máy zin nó êm trên cả tuyệt vời luôn. Nè, kê sát vô nè, anh chị nghe được tiếng máy đâu. Em ở đây em quay còn không nghe được tiếng máy mà. Đó. Xe này là về là chỉ đi thôi nha anh chị. Đó, mọi chức năng nó đang đầy đủ hoàn hảo hết rồi, mình về là đi thôi nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ tắt máy xong em vô em báo giá cho anh chị ha. Rồi bây giờ em sẽ vô em báo giá nha. Thì Ngọt nhắc lại nha, cái xe mà ngày hôm nay Ngọt đang đăng bán cho anh chị là quay thái 110MTE là đúng đời thắng đĩa nha. Xe được chủ trước cái tay dọn mới lại dàn ngoài thôi, nhưng cục máy vẫn là nguyên zin, đầu chưa rớt nha. Thì giấy tờ xe này em đã rút sẵn về cửa hàng của em rồi. Anh chị nào mua em sẽ xuất thẳng hóa đơn về tên của anh chị để anh chị bấm số mới nha. Anh chị mua cái xe này anh chị tiết kiệm được một khoản chi phí rất là lớn. Nếu như anh chị mà đang có ý định mà dọn một chiếc quay thái thì anh chị mua cái xe này đi, tiết kiệm được chi phí rút hồ sơ nè, tại vì hồ sơ em rút sẵn về cửa hàng của em rồi đó. Anh chị tiết kiệm được thời gian dọn xe nè, mà đúng sát xe quay thái 110MT là đúng đời thắng đĩa luôn nha anh chị, cực kỳ giá trị nha. Thì hôm nay em bán cho anh chị cái xe này 49 triệu, giá dưới 50 triệu thật sự nó quá hợp lý cho thời điểm hiện tại này rồi nha. Anh chị nào mua thì liên hệ cho em nha, khỏi tốn tiền rút hồ sơ nữa anh chị. Đó, 49 triệu là bao cả chi phí rút hồ sơ cho anh chị luôn rồi nha. 0393399939 nha. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều nha.